Hôm nay là ngày mình đưa các bé nhà mình đi chơi ở khu vui chơi. Trước ống kính là em bé nhỏ nhà mình, em bé Romeo. Trên là anh hai Liam. Cái anh mặc áo đen là anh Bi. Và đây là chị Hòa My. Cái khu vui chơi này lại nằm ở trong một cái trung tâm thương mại. Nằm ở trong một trung tâm thương mại của một quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Rất là nhiều trò chơi các bé có thể chơi. Ngoài thì là một cái trung tâm thương mại của quận. Thank you.
Bi tuột sai tư thế rồi nha. Nhìn kìa, nhìn kìa, cái bảng chỉ tư thế tuột nè Bi. Đó, mình phải trượt giống vậy nè. Bây giờ Romeo đã chuyển qua khu bán, đúng, bán kem. What do you want, Daddy? Can I have one ice cream, please? What do you want? Strawberry. You want chocolate? Okay, chocolate is okay. Leo. Con tạo cái tóc cho. Con cắt đầu chọc luôn rồi. Where's mine? Thank you, Mio. How much for that? Love it? Yes, I love it. Can I have one banana, please? Okay. Yeah, banana, please. Yes. Yeah. You do it to hold it. I taste it. I don't want. Look. Thank you. Huh? What you like? Là đi muốn ăn gì? Con mẹ đang bán kem cho Bi nè. Bi muốn ăn gì tiếp rồi Bi? Nó hỏi Bi muốn ăn gì tiếp rồi. Có banana nè, green tea nè. Cái này.
Sau khi đã chơi xong thì bây giờ chúng tôi sẽ đi xuống để ăn, đưa các bé đi ăn. Bé này bé nào cũng rất là vui. Đi cẩn thận nha con nha.